Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên. Trong thời gian gần đây, những video mình ra mắt chủ yếu đó là review những phiên bản khác nhau của một chai nước hoa, hay là những cái cảm nhận của những người xung quanh về một chai nước hoa nào đó. Vậy thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn một chai nước hoa mà mình rất thích, mà mình cũng mới cho vào bộ sưu tập của mình vào cuối năm 2018. Đó chính là Rohado Elysium. Các bạn nhìn thấy thiết kế rất là sang chảnh. Rohado là một nhân vật rất nổi tiếng trong thế giới mùi hương, và ông được nhiều tờ tạp chí viết rằng ông là người có chiếc mũi đắt giá nhất trong lịch sử thế giới. Những cái chai nước hoa mà ông làm ra thì thường nhắm tới cái thị trường cao cấp trong thế giới mùi hương. Vậy chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu chai nước hoa này có gì đặc biệt nhé. Trước khi sở hữu Elysium vào cuối năm 2018 thì mình đã sở hữu được hai chai nước hoa của nhà này, đó chính là Enigma phiên bản EDP và Midsummer Dream phiên bản EDP. Và có một điều mà các bạn có thể thấy đó là những chai nước hoa của nhà này thì có thiết kế rất đẹp và nắp cũng trông rất là sang chảnh. Và đó cũng là lý do để mình quyết định sở hữu thêm Elysium. Và Elysium thì lại là một chai nước hoa rẻ nhất của nhà nước hoa này. Được ra mắt vào năm 2017 thì Elysium được ví một vị vua của mùa hè, đó chính là Chris Armentert. Nhưng cảm nhận cá nhân của mình thì mình thấy hai chai nước hoa này hoàn toàn khác hẳn nhau. Và có giống nhau thì chỉ là giống cái nốt citrus mở đầu, nhưng mà khi dry down xuống thì hai chai này đi theo hai chiều hướng khác hoàn toàn nhau. Cái ngày đầu tiên khi mình ngửi chai nước hoa này là mình ngửi trực tiếp lên chai, và mình cảm thấy cái mùi hương cam chanh nó rất là sắc lẹm, rõ ràng, và nó rất là sâu và đượm. Và khi mình xịt ra thì mình lại thấy có bóng dáng của bưởi. Và có một điều mà mình muốn nói là nguyên liệu làm ra những cái chai nước hoa của nhà Rohado này nó rất là được chọn lọc kỹ càng, nó rất là đắt đỏ. Và có những chai nước hoa mà ông còn cho cả những cái mảnh dát vàng vào trong, nhưng mà với mục đích của ông là ông thể hiện là vàng không phải là nguyên liệu đắt nhất trong chai nước hoa của ông. Và sau dry down xuống khoảng tầm 15 phút thì các bạn có thể ngửi thấy cái mùi long diên hương nó dội lên khá là rõ ràng, nó xộc thẳng vào mũi. Một cái vị ngọt và ấm mát của long diên hương cùng với một chút cay nhẹ của tiêu, nó sẽ mang đến cho bạn một cái cảm giác như là bạn đang cầm một cái ly rượu hoa quả với nồng độ mạnh vậy. Và chai nước hoa này thì nó khác hoàn toàn Chris Armentert, khi mà Chris Armentert nó sẽ chỉ đơn giản là dứa và khói, và sau dry down xuống thì nó sẽ có long diên hương và vetiver. Nhưng mà đây là một chai nước hoa mà mình nghĩ là nó khá là sang và nó ở cái mức độ trẻ tuổi hơn, chứ nó không già dặn như Chris Armentert. Về độ bám tỏa của Elysium phiên bản Cologne này thì nó bám trên da mình khoảng tầm 7 đến 8 tiếng. Đây là cũng là một con số chấp nhận được so với một chai nước hoa có nốt hương chủ đạo, đó chính là citrus và cuối cùng là long diên hương rất là ngọt ngào và quyến rũ. Và cái độ tỏa hương nó chỉ khoảng tầm hơn nửa cánh tay một chút thôi, đủ để các bạn, những người xung quanh bạn như kiểu mình với một người nữa đứng đây thì có thể ngửi thấy. Về cái phong cách mà chai nước hoa Elysium phiên bản Cologne này thể hiện, đó là một phong cách khá là trẻ trung và lịch sự. Nó phù hợp với những bạn thường mặc sơ mi, những bộ suit, làm việc trong cái môi trường điều hòa thì nó khá là tuyệt vời. Nhưng mà có một cái điểm trừ của mình đối với chai nước hoa này khi lựa chọn, đó là một chai nước hoa sử dụng hàng ngày, đó chính là giá tiền của nó khá đắt. Khi khoảng tầm hơn 5 triệu cho 100ml, các bạn có thể mua được nhiều nguồn khác nhau ở Việt Nam. Thì các bạn sẽ phải có một khả năng tài chính rất tốt. Và nếu bạn thích cái mùi hương này nhưng mà bạn thích nó trưởng thành hơn, nó đĩnh đặc hơn, thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản Perfume của chai nước hoa này. Thì đối với mình, phiên bản Perfume nó được tăng cái liều lượng của long diên hương lên, nó làm tròn trịa hơn cái vị của citrus, thì nó mang đến cho bạn một cái cảm giác người đàn ông khá là lịch lãm, khá là sang trọng và khá là cổ điển. Có một điều khá hay của chai nước hoa này, đó chính là nó được thiết kế khá đẹp với cái màu xanh của biển. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Và những nắp của những chai nước hoa của nhà Rohado này thì nó được thiết kế như kiểu một cái vương miệng được đính đá vậy. Và nếu như bạn mua những cái chai nước hoa khác với phiên bản đắt hơn như cái bản Perfume của chai nước hoa này thì nó có đá luôn chứ không phải là mạ như kiểu này. Nó rất phù hợp để các bạn có thể trang trí cái tủ nước hoa của bạn. Về đánh giá của mình với chai nước hoa này thì mình đánh giá cái mùi hương này là một cái mùi hương khá tốt và mới lạ. Và mình sẽ chấm trên thang điểm 10, đó là 9 trên 10. Về độ bám tỏa thì mình chỉ chấm khoảng tầm 8 trên 10 thôi.
Về giá tiền thì sự đây là một cái rào cản khá lớn để các bạn có thể tiếp cận với chai nước hoa này, và đó cũng là mục đích của Zuhado làm ra. Những chai nước hoa của ông đều không dễ tiếp cận và yêu cầu một lượng tài chính khá lớn. Và mình với giá tiền này thì mình đánh giá nó là ở cái mức khoảng tầm 5/10, khá là khó tiếp cận. Và tổng quan thì mình đánh giá chai nước hoa này khoảng tầm 7.5/10. Vậy cảm nhận của bạn ra sao về Elysium phiên bản Cologne này? Các bạn đã từng sử dụng qua nó hay chưa? Và nếu để lựa chọn thì các bạn sẽ lựa chọn phiên bản này hay phiên bản Perfume? Các bạn hãy bình luận ở bên dưới để cho mình biết. Và đừng quên like, subscribe và share cho kênh của mình để ủng hộ kênh của mình phát triển hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.